Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Mặt thon gọn, da hồng hào nhờ 3 động tác massage đặc biệt này của phụ nữ Hàn Quốc. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác thân mến, có một làn da căng bóng, tràn đầy sức sống của phụ nữ Hàn Quốc luôn là một trong những niềm ao ước của nhiều tín đồ làm đẹp trên khắp thế giới. Vậy nhưng, để có được một vẻ đẹp như thế thì đó là cả một quá trình chăm sóc da cầu kỳ tỉ mẩn. Ngoài chu trình dưỡng da hàng chục bước với nhiều sản phẩm khác nhau thì nhiều những động tác massage mặt cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Theo như một chuyên gia làm đẹp gốc Hàn có tên là Alicia Yun, thì các động tác massage đóng vai trò quan trọng không kém những sản phẩm bôi ngoài da mà chúng ta vẫn thường sử dụng. Cô Alicia Yun đã cho rằng việc mà đều đặn thực hiện những động tác massage sẽ giúp dưỡng chất từ sản phẩm thẩm thấu vào da tốt hơn, kích thích tuần hoàn máu, từ đó đem lại làn da hồng hào, săn chắc, mịn màng, chống lão hóa và chảy xệ. Hiểu được điều này, ngay sau đây, kênh của chúng tôi sẽ hướng dẫn cô bác về những động tác massage cơ bản có thể thực hiện hàng ngày để đạt được những lợi ích mà cô Alicia Yun vừa mới đề cập. 1. Động tác massage làm thon gọn gương mặt. Để thực hiện động tác này, cô bác bắt đầu dùng 2 ngón tay giữa ấn và di nhẹ vào phần xương hàm ở dưới hai bên tai. Tiếp theo thì nắm nhẹ khớp tay rồi vuốt theo hướng từ cằm lên hai bên mang tai của mình. Sau đó thì cô bác dùng lòng bàn tay mình vuốt xuôi theo hướng dọc từ cổ sang hai bên bả vai của mình. Cuối cùng thì dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ dọc theo hai bên xương hàm rồi vuốt theo đường bả vai và đường xương quai xanh. Thứ hai là động tác massage tăng tuần hoàn máu. Cách thực hiện động tác này vô cùng đơn giản như sau. Cô bác chỉ cần dùng đầu ngón tay giữa để nhấn vào hai bên của đôi lông mày và khóe mũi của mình. Sau đó thì nắm bàn tay rồi nhấn vào phần sống mũi và phần gò má. Thứ ba là động tác massage nâng cơ và làm săn chắc. Đầu tiên thì cô bác nắm nhẹ tay của mình và vuốt dọc theo trán. Sau đó dùng các đầu ngón tay vuốt theo chiều từ dưới lên. Tiếp theo thì bắt đầu vuốt xuôi từ phần xương quai hàm xuống đến dưới vai của mình. Cuối cùng thì dùng hai đầu ngón trỏ vuốt nhẹ theo phần gò má ở dưới mắt. Sau đó thì chúng ta lại dùng đầu ngón tay vuốt từ phần cổ sang hai bên xương vai và xương quai xanh của mình nữa. Mỗi ngày cô bác chỉ cần chăm chỉ thực hiện 3 kỹ thuật mà kênh của chúng tôi vừa mới hướng dẫn ở phía trên thì chẳng mấy chốc thôi, da mặt sẽ được hồng hào, trẻ trung hơn tuổi thật. Chăm da như người Nhật, 5 bước trẻ hóa làn da mà không cần dùng mỹ phẩm đắt tiền. Kính thưa cô bác và anh chị thân mến, không giống như phụ nữ Hàn Quốc, phụ nữ Nhật Bản thì luôn tối giản các bước chăm sóc da, tập trung vào những thói quen hàng ngày để duy trì da mềm mại, da hồng hào. Người phụ nữ ở Nhật thì cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào những loại mỹ phẩm đang dùng, cho nên họ không có quan trọng mỹ phẩm này là đắt tiền hay là mỹ phẩm bình dân. Chỉ cần mỗi ngày thực hiện những thói quen tốt, chắc chắn da của họ sẽ có sự thay đổi tích cực. Ngay sau đây thì kênh của chúng tôi sẽ tiết lộ cho cô bác về 5 thói quen trẻ hóa làn da của phụ nữ Nhật Bản rất đáng để học hỏi. 1. Điều chỉnh lại thói quen ăn uống. Cô bác biết không, ở người Nhật, người ta luôn tin tưởng là Cách để hiệu quả nhất để nuôi dưỡng da chính là ăn uống hàng ngày. Chỉ cần chú ý đến thực phẩm mình ăn, chúng ta có thể tránh được nhiều vấn đề liên quan đến da. Chẳng hạn như là tránh đồ ăn vặt, giảm ăn đồ ngọt. Cô bác sẽ dần thấy rằng da của mình sẽ mịn màng hơn, không có bị mụn hay là đổ dầu nhiều như trước. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh thì cũng sẽ góp phần giúp làn da căng mịn. Nếu vào ngày mà làn da bị nhạy cảm, lấm tấm vết mụn, thì người phụ nữ Nhật sẽ tập trung vào chế độ ăn nhiều rau xanh để thải độc cho da. Thứ hai là tập trung vào bước tẩy trang và rửa mặt mỗi tối. Điều thứ hai mà người Nhật luôn luôn ghi nhớ để giữ cho da mịn màng, trắng sáng, đó là họ đặc biệt quan tâm đến bước làm sạch da mặt. Không chỉ làm sạch theo cách thông thường, phụ nữ Nhật sẽ dùng một chiếc khăn ấm để chườm lên da trước khi bắt đầu tẩy trang. Bước chườm nóng này sẽ giúp lỗ chân lông mở ra đôi chút, từ đó có thể làm sạch sâu từng ngóc ngách trên da mình. Đặc biệt là với phần mũi hay có mụn đầu đen, cô bác nên chườm nóng vào phần đầu mũi, sau đó rửa mặt và massage nhẹ nhàng để loại bỏ các loại mụn đầu đen, cứng đầu đang bám trụ. Thứ ba là không rửa mặt bằng nước nóng. Vào những ngày trời lạnh, thông thường người ta sẽ có xu hướng rửa mặt với nước ấm, nước nóng, hoặc là một số người lại có cái thói quen vừa tắm vừa rửa mặt. Tuy nhiên, nhiệt độ nếu cao của nước sẽ làm lỗ chân lông mở rộng, từ đó da dễ bị mất nước, trở nên khô, kích ứng, hư tổn. Vào mùa đông thì da lại thường hay bị nứt nẻ cũng do nguyên nhân này. Việc này khác với bước dùng khăn ấm để chườm lên da mà kênh của chúng tôi vừa mới nêu ở trên. Bởi vì chườm khăn ấm là lúc da chỉ tiếp xúc với hơi nước ấm, vừa đủ để lỗ chân lông mở ra, giúp làm sạch hiệu quả. Nhưng mà rửa mặt với nước nóng thì da sẽ tiếp xúc trực tiếp với nước thì sẽ tổn hại nhiều hơn. Riêng đối với da mặt thì vùng da mỏng và nhạy cảm hơn nhiều so với da trên cơ thể. Chị em phụ nữ chỉ nên rửa mặt bằng nước mát hoặc là cùng lắm nước hơi ấm thôi để bảo vệ hàng rào cũng như là lỗ chân lông trên da. Ở người Nhật, người ta còn cho rằng rửa mặt bằng nước lạnh sẽ giúp da săn chắc, tươi trẻ, cải thiện được tình trạng trùng nhão hơn là dùng nước ấm. 4. Không ma sát mạnh trên da. Kính thưa cô bác, lưu ý thứ tư mà người Nhật luôn duy trì đó là chính là không có chà sát lên da nhiều với bất kỳ là dụng cụ gì hay là cả dùng tay không. Nếu như chúng ta chà sát da quá mạnh sẽ khiến cho da khó chịu, mẩn đỏ, sưng tấy, thậm chí còn dễ bị mụn hoành hành. Cho dù là rửa mặt hay là thoa sản phẩm dưỡng da, nếu mà massage quá mạnh gây tổn thương cho da. Ngoài ra, người phụ Nhật còn hạn chế tối đa chạm tay vào mặt mình để tránh vi khuẩn từ tay lây lan lên mặt, tổn hại đến da. Thứ năm là không thức khuya. Cô bác biết không, có rất nhiều người có thói quen thức khuya, nằm lướt điện thoại đến hơn 12 giờ đêm mới chịu đi ngủ. Ngủ muộn là một thói quen xấu hại cho da, có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa, khiến cho da nhờn dính, nổi mụn, sạm thâm và sáng hôm sau nhìn rất mệt. Dù cô bác có chăm sóc da cẩn thận như thế nào, nhưng mà ngày nào mà ngủ muộn thì tất cả cũng trở nên công cốc mà thôi. Thời gian ngủ lý tưởng nhất để da được thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày đó là từ 10 đến 11 giờ tối. Thậm chí người Nhật còn ngủ sớm hơn 10 giờ để duy trì sự tươi trẻ, hồng hào cho da mình. Duy trì thói quen ngủ sớm, ngủ đủ giấc, dần dần cô bác sẽ thấy làn da mình sẽ được cải thiện rõ rệt. Chưa kể là sức khỏe cũng tốt hơn trước nhiều. 5 thực phẩm vàng giúp làn da phụ nữ trắng mịn, trì hoãn lão hóa, giàu collagen, ngang ngửa mỹ phẩm đắt tiền. Kính thưa cô bác, để sở hữu một làn da trắng hồng, căng mịn là một niềm ước ao của nhiều phụ nữ. Để đáp ứng nhu cầu này, có rất nhiều thẩm mỹ viện hay là các sản phẩm chăm sóc chuyên sâu xuất hiện trên thị trường. Tuy hiệu quả, nhưng mà phương pháp này lại tiêu tốn nhiều tiền, khiến cho nhiều phụ nữ không duy trì được lâu và dần trở về với làn da vốn có. Nghe đến đây thì cô bác cũng chớ vội lo, bởi vì chúng ta còn có nhiều cách khác để dưỡng da trẻ khỏe. Theo như Samantha Heller, là một chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế New York tại Mỹ, mọi thứ chúng ta ăn đều quyết định vẻ ngoài, sức khỏe của cơ thể. Chính vì thế, cô bác hãy bổ sung ngay 5 món vừa ăn tự nhiên, lại còn rẻ sau đây, để mang lại lợi ích tối đa cho da mình. 1. Các loại quả mọng. Thưa cô bác, dâu tây, việt quất, quả mâm xôi, vân vân là những loại quả mọng chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, giúp cho da giảm các vết thâm nám hay sạm đen. Chúng còn kích thích cơ thể người sản sinh ra collagen, cho da căng mịn, trắng hồng tự nhiên. Ngoài khả năng cải thiện làn da, thì quả mọng còn được xem như là một thần dược trị một số bệnh tim mạch, huyết áp, đột quỵ, hạn chế về bệnh mất trí nhớ, Alzheimer và Parkinson. Chị em có thể ăn trực tiếp hay là chế biến thành mứt, thành bánh hay là nước uống giải khát. Vừa ngon lại vừa giữ được vóc dáng thon thả. Chúng ta có thể duy trì ăn hàng ngày với lượng vừa phải hoặc là ăn xen kẽ các ngày trong tuần. Thứ hai là trái cây có muối. Nhờ lượng vitamin C dồi dào, những cái trái cây có muối sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn chặn chất nhờn trên da và giảm các sắc tố, giúp da trở nên trắng hồng. Bên cạnh đó, chúng cũng thu gọn chỗ chân lông, làm mờ các vết thâm ở trên mặt, tốt ngang ngửa với việc dùng các loại mỹ phẩm đắt đỏ. Thêm vào đó thì hợp chất trong quả cam có khả năng làm giảm cholesterol, sản sinh collagen, đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào da. Thế cho nên, chị em hãy chăm ăn cam, ăn bưởi, ăn quýt, ăn chanh nhiều vào nhé, để vừa ngừa bệnh được, lại còn cải thiện được nhan sắc. Tốt nhất là ăn trực tiếp để hấp thụ thêm chất xơ, không nên xay thành nước ép. Thứ ba là trà xanh. Không chỉ ăn mới cải thiện được làn da, mà việc uống cũng tác động không ít, đặc biệt là với trà xanh. Nó có chứa nhiều dưỡng chất tốt cũng như thành phần kháng khuẩn, giúp kháng viêm, bảo vệ làn da khỏi tác động xấu. Theo một nghiên cứu chứng minh, nếu mà uống trà xanh hàng ngày còn ngừa được lão hóa da từ sâu bên trong nữa. Khi mà được ngâm trong nước nóng, trà xanh sẽ giải phóng ra một chất chống oxy hóa có đặc tính ngừa được ung thư, làm tăng lưu lượng máu đến da, giúp da khỏe mạnh. Tuy nhiên thì loại chất này sẽ giảm dần khi mà trà nguội, cho nên cô bác hãy uống khi trà còn nóng. 4. Khoai lang. Theo nhiều nghiên cứu trên một tạp chí ở nước ngoài, chế độ ăn nhiều trái cây, rau củ sẽ mang lại cho da khỏe mạnh. Hiệu quả này còn tăng gấp bội nếu như chúng ta chăm ăn các loại thực vật có màu đỏ, cụ thể là khoai lang. Nó sẽ giúp cải thiện lớp bảo vệ bên ngoài, hạn chế bắt nắng, chống lại tác hại của tia cực tím. Có nhiều chuyên gia còn cho hay, khoai lang có chứa chất chống oxy hóa, giúp phòng ngừa ung thư cực tốt. Chỉ một nửa của khoai lang đã cung cấp đến 200% lượng carotenoid cần thiết hàng ngày. Ăn khoai lang hàng ngày là một cách giúp giảm cân nhanh. Phụ nữ nên bổ sung vào mâm cơm nhà mình. 5. Nước dừa. Nước dừa là một trong những loại nước tự nhiên không chứa chất béo, giàu chất dinh dưỡng như là vitamin A, E, chlorua và kali, vân vân. Trong thức uống này có chứa axit nauric, giúp dưỡng ẩm cần thiết cho da khỏe đẹp. Vitamin C trong nước thì cũng giúp tăng cường sức đề kháng, loại bỏ đi mụn, đốm đen hay là nếp nhăn. Uống nước dừa hàng ngày còn làm tăng tuần hoàn máu, giúp da hồng hào, rạng rỡ, loại bỏ bớt dấu hiệu của stress. Vào ngày mưa lạnh, nó cũng đẩy nhanh tốc độ phục hồi vết thương trên da, thậm chí tăng cường hiệu quả của thuốc trị nấm da khi dùng chung với nhau. Một vài cách đơn giản khác giúp da chị em khỏe mạnh mỗi ngày. Cô bác tuyệt đối không thức khuya, ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để da trông rạng rỡ hơn. Chú ý uống đủ từ 6 đến 8 cốc nước một ngày để đào thải độc tố. Siêng năng tập thể dục để cơ thể được tuần hoàn máu, giúp da hồng hào, căng mịn hơn. Đừng quên làm sạch da trước khi đi ngủ. Ngoài ra hãy nhớ bôi kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở phía trên sẽ giúp cô bác hiểu thêm về những bí quyết đơn giản, không có tốn kém của phụ nữ trên nhiều nước trên thế giới, áp dụng để giúp da khỏe đẹp, mịn màng trông thấy. Cảm ơn cô bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu như cô bác thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share rồi đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.